Yo, hello anh em, chào mừng khi anh em đã quay trở lại với PKL Gamer Channel. Vừa mới đây thì Hunter Shark Quốc đã cho ra mắt con hàng mới thuộc cấp độ Abad và là con shark có cấp độ Abad thứ 11 được thêm vào game với tên gọi Cloudy. Clip ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm hiểu về sức mạnh của con hàng này để xem đây có phải là con shark mạnh nhất tính tới thời điểm hiện tại của game Hunter Shark Quốc hay không nhé. New Shark Cloudy. Con shark này khá bí hiểm, mọi thông tin về chủng loài cũng như nguồn gốc gần như bằng không. Từ cái tên Cloudy có nghĩa là thần hề, chúng ta có thể đoán được đây là giống cá hề. Tuy nhiên cá hề trong tiếng Anh phải là Cloudfish. Mà chắc cũng trẻ có mấy anh em nào quan tâm tới nguồn gốc con cá này đâu nhỉ. Thông thường thì tạo hình những con shark của cấp độ Abad đều có phần quyên ngầu hậm hố, nhưng mà lần này thì lại khác. Cloudy có một vĩ ngồi khá là cutie, nếu không muốn nói là hơi ngố. Nếu đặt vào chung hàng thì đố ai biết đây là shark của cấp độ Abad đó. Ok, bỏ qua những vấn đề râu ria, vẫn sở hữu mức giá cắt cổ như mọi khi 10.000 ngọc trai. Thiệt chứ chắc cũng phải hơn một nửa anh em trong kênh này không biết tới ngọc trai là gì, chứ đừng nói chi là việc sở hữu 10.000 viên. Nhưng mà thôi, cái vụ giá cả này thì chắc là anh em cũng quen rồi. Tiếp theo là chỉ số. Phải nói rằng Cloudy sở hữu một bộ chỉ số kinh khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Ngoài trừ lượng máu có hơi bình thường ra thì những chỉ số khác như tốc độ, lực cắn và thanh boost đều ở mức kinh khủng khiếp. Là con shark có lực cắn vượt ngưỡng tối đa 999. Hồi nào giờ mình có tưởng lực cắn 999 để là maximum rồi, nhưng không, Cloudy đã phá vỡ kỷ lục này với lực cắn 1300. Để dễ so sánh thì anh em cứ mang nó tới cái map Trung Quốc cho nó nhai mấy con cá sấu là hiểu. Tốc độ cơ bản 1300, gấp 4 lần xin sát xuyên ra. Với lượng tốc độ cơ bản khủng khiếp thế này, anh em hoàn toàn có thể vượt qua những vùng nước xoáy một cách dễ dàng. Thanh boost thì khỏi phải nói rồi, Alpha Zombie mà nhìn thấy thanh boost này thì chắc là phải bỏ game. Một con shark sở hữu bộ kỹ năng liên quan tới boost thì phải có thanh boost khủng thế này mới đúng, chứ đâu như ai kia. Và cuối cùng, cái mà anh em đang mong chờ nhất, kỹ năng. Cloudy sở hữu hai kỹ năng bị động và một kỹ năng kích hoạt. Nói về kỹ năng kích hoạt trước nhé. Kỹ năng này có tên Balloon Bow. Khi anh em ấn giữ biểu tượng, Cloudy sẽ thu hẹp người thành hình dạng một mũi tên. Thả tay ra thì con hàng này sẽ phóng tới theo hướng dự định như một quả bóng nảy, nhưng mà là quả bóng nảy với sức sát thương vô cực. Tất cả mọi thứ trên đường bay đều sẽ bị tiêu diệt sắp. Mặc dù cũng có một vài bất tiện nhất định, nhưng theo mình đánh giá thì đây vẫn là một kỹ năng mạnh, giúp anh em tiêu diệt những đối thủ khó nhằn cũng như vượt qua những vùng biển trống một cách nhanh nhất. Góc khuyến cáo, ông này bị rối loạn tiền đình thì không nên dùng kỹ năng này nhiều. Kế đến là kỹ năng bị động. Đầu tiên là khi nhảy qua khỏi mặt nước ở độ cao hơn 3m, Cloudy sẽ xuất hiện thêm 3 trái bóng bay, có thể giữ nguyên hoặc bị phá vỡ khi anh em ấn tăng tốc. Mặc dù không phải dạng kỹ năng gây sát thương, nhưng đây vẫn là một cơ chế thú vị giúp tạo cảm giác mới mẻ cho anh em. Cuối cùng là kỹ năng bị động thứ hai, hay có thể gọi là kỹ năng boost với tên gọi pháo hoa. Khi anh em tăng tốc, Cloudy sẽ phát ra những quả pháo hoa. Những quả pháo này sẽ tự động tìm kiếm và tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào đang hiện diện trên bản đồ. Bất cứ mục tiêu nào, kể cả có là bom mìn tàu bè hay là những con mê che xác khác, ăn một quả là chuyển sinh hết. Số lượng phụ thuộc vào thanh boost, boost càng nhiều pháo phóng ra càng nhiều. Và với lượng boost 3000 của mình thì anh em hoàn toàn có thể biến kẻ đại dương thành một màn trình diễn pháo hoa đầy chết chóc. Chưa hết, khi anh em tiến vào trạng thái Gold Rush, Cloudy cũng sẽ tự động bắn ra pháo hoa. Và viễn cảnh thì nó trông như thế này nè. Cuối cùng của video sẽ là những trang bị phù hợp với Cloudy. Sở hữu kỹ năng boost thì đương nhiên những vật phẩm tăng boost là chân ái rồi. Một vài vật phẩm có thể kể tên như boost bonanza, boost bonus, pb super city và pb joy. Anh em có cái nào thì cứ xài cái đó. Những vật phẩm giúp tăng thời gian gold rush cũng rất quan trọng, vì nói chứ chỉ khi đạt được trạng thái gold rush thì Cloudy mới bộc phát hết 100% sức mạnh. Các vật phẩm có thể kể tên như gold rush bonus, baby dennis và đương nhiên rồi, chân ái của tất cả các con shark baby hedgehog. Ok, chương một phân tích để hết, bây giờ sẽ là phần soi mói chia trước nhé. Đặt quá là đắt luôn, thề chứ mỗi lần mà ra shop mới là mỗi lần phải đau thận. Cá nhân mình vừa kỳ vừa nộp muốn ập máu mồm, mà tổng tài sản chỉ có 25.000, trong khi một con shop mới đã có giá tới 10.000, thì tự hỏi anh em mới chơi mua bằng cái gì? Niềm tin.
Tiếp theo là ngoại hình, không phải là body Samsung gì đâu, nhưng mà sát thuộc cấp độ đột biến gì đâu mà nhìn chán em muốn nói. Ít nhất cũng phải queen ngầu hầm hố một tí cho nó ra dáng đột biến, chứ mặt ông này nhìn nó cứ téo téo thế nào á. Rồi tới phần khen nhé. Kỹ năng kết hợp đơn giản, mạnh. Kỹ năng nội tại thú vị và cũng mạnh. Cũng có thể gọi là có kỹ năng con rớt và bộ chỉ số thuộc hạng siêu khủng khiếp. Đánh giá cá nhân của mình thì Klausy mạnh hơn hai con hàng mới được thêm gần đây nhất là Francis và Quantum. Tuy nhiên để gọi là mạnh nhất thì vẫn chưa hẳn. Theo mình đánh giá thì Klausy chỉ khoảng ngang với Matriarch mà thôi. Thậm chí là Klausy có phần yếu hơn. Còn nếu như đi so sánh với những hung thần như là Sin, Cosmic hay Abyssal thì... Rodri, mistake, Poivier. Và ok, clip lần này của mình tới đây là hết rồi. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. Nếu như có thắc mắc hay muốn đóng góp ý kiến, anh em hãy để lại một bình luận. Còn nếu thấy hay, đừng quên bấm like cùng subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn anh em.